Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Zuka với cái buổi chợ trừng trị. Mình sẽ qua cướp rừng Tamba. Đấy, mình sẽ đi qua chôn rừng Tamba và mình sẽ trêu Tamba xem cái thái độ của Tamba cũng như thế nào và xem Tamba có phản ứng như thế nào không nhá. Ok, và mình sẽ đối đầu với cả vị tướng Triệu Vân. Rừng Tamba là Triệu Vân, mình cứ tưởng là cả đôi cơ. Thế mà cuối cùng anh Triệu Vân anh đi rừng à? Ê, đây đây đây, bùi xanh. Ăn đi anh. Ăn đi. Ôi thấy rồi hả? Thấy tôi không ăn đấy hả? Sao vậy? Thôi ăn đi. Đánh lại gần chết rồi mình ăn. Giờ mình ăn đi. Đậu xanh bạn vớ bẩn. Vớ bẩn này em xịt ôi sơ chừng chị. Chừng chị hụt nhưng mà cái cú chí mạng của mình dễ hê lưu 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 lưu. Ôi giời ơi, em chỉ lưu lưu thôi anh ơi. Em chỉ lưu lưu cái thôi. Em qua em chôn em nhây chút xíu mà. Đấy, cái nick này của bảng Ngọc cộng tốc độ chạy 10% tâm ra. Mới lên được mối đầy giày thôi. Nó cứ chạy được cứ gặp trời. Chạy nhanh như cái bánh xe bò luôn đó mọi người ạ. Đó, mọi người thấy mình lướt đi nhanh không? Chạy với tốc độ gọi là bàn thờ không? Quá là nhanh đúng không? Phèo, quá khoái lắm. Nói chung là vị tướng Zuka là một vị tướng đi cướp rừng nó hơi khó. Thật sự hơi khó tại vì lúc đầu đam nó yếu với lại nước cái chiều nó có chút chiếu à. Nước chiều 1 nó có chút chiếu à. Đôi khi bức tường dày quá đâu có lướt được. Đó, bây giờ mình, nhưng mà chuyện này đen cho mình. Đó là không có ai đi đường tà thần, định mạnh, đen mới đau chứ. Ok, mình sẽ lên cho nó cái kiếm chi hồn luôn nha. Đây phải chi mà có người đi đường tà thần cho mình cái. Mình gọi là cứ gọi là thong thả đi qua cướp từng con mùa xanh, từng con mùa đỏ một. Nhưng mà không có ai bắt buộc mình phải lên đường trên thôi. Không Nakaroth anh ấy gọi là qua la liếm cái trụ của mình đấy. Nó liếm một cái hết lửa cái trụ rồi đây. Nó có phải đặng vừa đâu, nó va vút vần đấy chứ. Đùa nhau à, tập cho một phát này. Ê, đi qua bùa đỏ. Mình nói không lầm thì bạn Triệu Văn đang ăn bùa đỏ. Đã ăn bùa đỏ, ơi bùa đỏ, em xin chừng trị rồi, bụp chiều cuối ở mặt này, hãy xem ra đây, hư nè, ui trời, điêu thuyền ơi, ui Nakaroth, ui xời, chạy là chạy thế nào, tui cấp 4, ông cấp bạn cấp 3 mà đấu với cấp 4 à, làm sao, điêu thuyền làm sao, ui trời ơi, nhìn thấy cái mặt bạn, nó đằng đằng sát khí, mình thấy là sợ hãi và mình chạy về luôn đây, con rời định ăn con chim à. Này thì ăn chim vào đây. Ui giời ơi, sao nó cứ giật thế nào nhỉ? Kiểu gì đấy? Mình thấy nó cứ giật như kiểu đấy là mình rất là ngại luôn đấy. Lâu lắm mình không đụng vào anh chàng du béo này. Mình không biết được cuộc sống nó như thế nào. Nhưng mà Zuka là một vị tướng hiện tại mình thấy là khá nhiều người sử dụng. Nhưng mà con này nó có một cái điểm mạnh của nó. Một khi mà nó xanh ấy, thì ôi giời ơi, nó cứ gọi là mượt. Nhưng mà một khi mà nó yếu một cái thôi thì nó phế như con dế đấy. Trời ơi em đang ở trên trời chị ơi. Chị đưa thuyền ơi, em đang ở trên trời á. Ôi thế mèo nào mà mình đang bay trên trời mà nó làm cho mình bạn ơi trên trời mà em chụp hình ấy. Giống như là chụp hình rồi là chụp ảnh cưới ở trên trời ấy. Vãi cả hàng. Chết mèo bằng cua luôn. Chứ sao giờ? Đùa nhau thật chứ vãi cả điêu thuyền. Được rồi nha, điêu thuyền ghi như thế nào nhỉ? UI. Ủa, điêu thuyền ghi như thế nào ta? UI. Đây bạn ra đây coi nào. Điêu thuyền nó ghi như thế nào nhỉ? Để mình tát mình coi là ai ngắn trời ơi mê ma ơi. Chắc tôi phải đi học là lớp 1 quá. Điêu thuyền. Trời ơi. Điêu thuyền. Đó. À, đó. Được rồi. Mình sẽ cho bạn điêu thuyền biết thế nào được sức mạnh của vị tướng Zuka sau khi mà được tiến hóa. Khá lắm, gờ hả? Ui dồi ôi, anh ngộ khí kia. Trời ơi, anh làm cái trò gì đây? Ôi dồi, anh chạy đâu đây? Ôi dồi, cứu em. Ôi, ta ra lên đỉnh trên rồi, ngon. Bây giờ mình sẽ thông thả, mình sẽ đi qua, mình cướp rừng mà đi kiếm thành viên điêu thuyền cho bạn mình sơi tái thôi. Trời ơi, đem nó kìa, máu nào cũng nhiều, đầy. Ui trời ơi, mẹ nó thả một cái chứa mồm ấy. Gặp support ốc chó. Bạn hèo khóc quá, đứng dưới nát bét thế này nhè rồi kìa. Bình tĩnh bạn đây. Có hàng, tất cả cút ra, hãy xem ra đây. Đi mày sao mà trâu thế. Trâu thế con rời trâu thế này. Vãi cả hàng Zuka, cái con mà gắn gà nó thoát rồi. Thế mày mình thử nhảy phát ơi, mẹ con Violet nó chết rồi chứ, thế mèo nào nó vẫn sống nhở. Gà, Zuka, con ra nó kêu mình gà kìa. Gà Zuka. Đù. Sao bạn lại kêu mình gà? Sao giờ? Sao bạn lại kêu mình gà mà đến nó hơi bị trâu đấy mà. Sao bạn lại kêu mình gà vậy? Bạn coi thường nhau quá vậy. Bạn biết tớ là ai không? Trời ơi. Tớ là đầu gấu đấy. Đầu của con gấu thì người ta gọi là đầu gấu.
có gì đâu mà các bạn xem clip có phải ý kiến nhỉ. Đấy, đấu với đầu khỉ thì đầu là con ngựa không, nhưng mà mình là đầu con gấu mà, gấu Zuka, thì người ta gọi là đấu với cả đầu gấu là vậy đó. Nakaros này chết, chết anh Nakaros này, băng trụ, ôi trời ơi, anh ta băng trụ như một vị thần, nhưng mà anh ta chết như một thằng thần luôn, không có cơ hội để mà ngóc lên được. Cút đi. Đó, nó kêu mình gà kìa. Được lắm, hay lắm. Em bạn chán chát chi gì chán thế nhở. Thật luôn ý. Tính làm clip chôn cho mọi người xem cho nó vui thôi, nhưng mà chôn cướp bùa rồi chát bỏng như vậy luôn. Em bạn nó vẫn cứ em re hạt me. Em bên kia không có ai gọi là trẻ trâu rồi. Chán quá. Không, trong cuộc sống này có khi là những các bạn chát chít vậy ấy, trẻ trâu thật đấy, nhưng mà vui. Đấy, khiến cho một cái clip nó trở lên sinh động. Đấy, những các bạn ấy thường hay rất là dễ bị gọi là cảm xúc nó che lấp, ức chế đấy. Eo ơi, tem nó đông thế, 4 đứa lần à. Ui giời ơi. Ui giời ơi, 4 thằng. Ấy, 4 thằng nó bui một cục luôn, nó oanh. Ôi giời ơi. Chờ đây có ai là ít ít máu đi về một cái, mày danh mày móc đít. À, mình móc một cái là gọi là thơm ngay coi nào. Khó quá. Trời ơi, tem nó 4 người kìa. Ơi, sao ở đâu vậy? Thôi, em xin lỗi, chúng nó đông quá, trời đông rồi, panel ơi. Mấy các bạn tay dài thì về nhà một chút được không? Trời ơi, nó đẩy hết đường giữa tôi rồi. Căng quá, Zuka ngu và gờ. À đù. Sao ra nó chửi mình nhở? Sao mấy khác nó chửi, nó chửi mình ta? Úi giời. Sao mình đánh cứ giật ra này? Trời đó. Ôi xóa, tí máu. Thôi, em về. Mẹ con lính này. Con, à đù, man. À đù. Well con cua rồi. Trời ơi, em well con cua mà anh ơi. Sao nó cứ giật kiểu gì thế nhở? À, khó chơi thế không biết nữa. Lao ra nó cứ đòi đánh người. Mẹ nhấp vào đánh quái, nó không đánh quái, nó cứ lao ra đánh cứ giật kiểu gì ấy. Rồi nát hết đường giữa luôn. Nát đường dưới và nát đường trên luôn. Đường giữa thì mất 2 trụ. Thất bại 2 trụ. Ra nó kêu mình ngu quá. Được lắm. Bạn biết tôi lái không? Giết 3 chết 2 mà chửi tên người ta ngu hả? Được, khá lắm. Ok, thì như mọi người cũng đã biết rồi thì hiện tại thì tem mình kia không có trẻ trâu. Nhưng mà tem mình thì đã xuất hiện. Đấy, ai vậy? Ra chứ đây. Nó dám chửi mình mà. Không thể tin được, kể cả mình đánh phế cái nào nó không lên hành động như thế. Chửi đồng đội là một cái hành động không tốt. Đấy, mình có khi nào mình comment mình chửi đồng đội mình đâu. Mình chỉ có trêu tâm bạn thế mà lỡ lòng nào nó chửi mình. Được rồi. Hôm nay mình sẽ đi chôn nó nha, mình sẽ chôn con ra này cho mọi người xem nhé. Nó chửi mình đúng không? Nó chửi mình. Bây giờ mình sẽ đánh cho nó xanh lè, xong rồi quay lại mình chửi nó. Các bạn khoái không? Mỗi một trận chôn game là có một cái ý tưởng gọi là vô cùng táo bạo và sáng tạo đến từ mình. Đấy, mình là ai? Mình là anh áo đấy. Thường xuyên phái nhỉ. Mọi người thấy khoái không? Đó. Không, bây giờ mình phải xanh cơ. Mình phải xanh như các anh xe bò ấy. Mới được có 4 mạng thôi. Phải ít nhất phải 7-8 mạng gì đấy á. Đó, phải xanh hơn nó. Xong bắt đầu mình ra mình chửi nó. Không phải chửi nó, mình kêu nó gà. Đó. Mọi người thấy được không? Hợp lý không? Hợp lý quá chứ. Nhưng mà lỡ các bạn xem clip mà cái thành phần gọi là nó ghét mình ấy, hôm qua nó chửi mình sao ta? Nó kêu mình trẻ trâu này kia sao ta? Không sao, thì mình có lý do mà. Lúc đầu nó kêu mình gà, nó kêu mình ngu mà. Oh yeah. Đúng không anh em thấy đúng không? Mấy cái thằng đó chắc nó không có mắt, nó phải nhìn chứ đúng không? Nó mà chửi mình một cái là mình chửi thẳng mặt nó luôn đấy, đừng có sợ. Ngại cái gì? Này rồi, con ra nó chửi mình trước đúng không? À, hợp lý. Tất cả cút ra, hãy xem ra đây. Wow, không chết. Đam yếu quá. Chưa đủ đam, nó còn đứng trong trụ thế thì em chịu rồi. Và mấy con lính cái đã. Kiếm tí tiền cái đã. Này, ngon ngay. Ừ. Rồi, đang lên cho nó cái kiếm chi hồn phức hợp kiếm và thương duyên phá nha mọi người. Đấy là mình sẽ lên cho nó cái dìu Hyuga đấy, một cái món trang bị vô cùng táo bạo và mạnh mẽ đến từ bộ trang bị để dành cho vị tướng du béo của chúng ta ngày hôm nay, vị tướng đầu gấu của chúng ta. Ok, cố gắng im lặng là vàng. Bây giờ mình sẽ không nói gì hết đó. Tí nữa thì mình mới sỉ nhục mình ra này, cho nó biết cái tội chửi đồng đội là một cái hành động trẻ trâu không tốt đó, được chưa? Kể cả Zuka phải chi lúc đấy mình gọi là 0304 nó chửi mình cũng câm lặng. Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói. Này, đấu với cái đầu gấu này. Ra để đó cho tôi. Không sao, bình tĩnh. Bình tĩnh ơi, đầu gấu Zuka bình tĩnh.
Bình tĩnh, cái chính là không được mất bình tĩnh. Vậy mà không ăn được bạn nào. Ăn được cực kiều. Thằng ra nó vẫn xanh hơn mình. Làm sao bây giờ cho nó phế? Bây giờ phải làm sao cho cái thằng Zuka nó phế? Cái thằng ra nó phế. Cái mình phải xanh. Thật là xanh. Đó, vậy đó, mình mới sỉ nhục đó. Nó mới cay được, nó mới tức được đó. Cái clip này nó mới thành công. Gọi là mỹ mãn. Mình bây giờ, tính toán, phải tính toán từng tí thôi đấy bạn ạ. Như troll game nó mà gọi là, cứ gọi là troll bình thường thì nó lại quá bình thường. Bây giờ mỗi một cái clip troll thì mình phải có một cái gì đó. Con rời. Ủa, sao người ta chừng chị mà không được ăn con quái vậy? Thằng khốn nạn này. Nu, bắt cái gì? Chào đó, hãy xem ra đây. Bẹt. Rồi ơi, vỡ mồm em. Fuck man. Cái bay nó còn tốc biến. Trời ơi, không, chết nó với mình rồi. Bực thế à? Cứ bình tĩnh. Mình phải xanh hơn nó. Đó. Trời ơi, cuộc chơi này còn dài mà. Đời còn dài mà, gái còn nhiều mà. Không có con này, thật có con khác. Có cái gì đâu mà mày căng nhờ. Kệ nó luôn. Kệ luôn đấy, kệ tên mình chết luôn á. Đó, để cho tên mình chết hết đi. Xong rồi mình tỏa sáng. Tỏa sáng, bắt đầu mình mới chửi cái con ra. Chỉ nhục nó. Ôi xài. Quá hay. Liêu. Hãy xem ra đây. Chà, tóc biến. Tóc con nhà bà biến hộ anh Hảo cái. Tóc biến đây. Tóc hộ đầu gấu cái. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Nãy giờ vẫn chưa có cơ hội để mà tiêu diệt cái con điêu thuyền. Nãy nó giết mình một mạng đầu, hơi bị cay. Cay con nhà bà cú. Cái lúc mình đang bay trên trời mà. Đây, đi bay nó làm một cái đóng băng thì mày dính chứng cứng ngắc ở trên trời luôn. What the fuck. Wow. Nakarot. Trời ơi, Nakarot luôn nè. Bơi vào đây. Điêu thuyền đây rồi. Điêu thuyền này. Bẹt đầu này, làm sao? Á đù. Con rời Triệu Vân này lao lên đây. Không phải nó bị vị tướng Tara truy sát hay sao ấy. Nó đâu mà chạy tới chứ. Mình với cả Nakarot với cả điêu thuyền đang hú hí ba đứa trên này mà, đâu có liên quan đến nó đâu. Nó bị con Tara này đuổi đâu tới ấy. Hello Tara. Sao rồi? Mẹ đứng núp đi. Mẹ thò mặt ra đó thì mẹ nó lại tỉa cho tí máu rồi giờ. Rồi, có con hàng. Chuẩn bị này, chết này, hư này à, bẹt đầu này à. Đồ với cả đầu gấu này. Ôi trời. 9 kill rồi, 9 kill ngoan sớt rồi. 9 chết 3 rồi anh em ơi, 9 chết 3 rồi đó. Này thì đấu với cả đầu gấu này, đâu rồi. Ông ra đâu rồi ta. Trôn nó. Bây giờ mình sẽ lên cho nó cái món giáp hộ mệnh đi ha. Nó cho băng giá là không lên được rồi. Lên giáp hùng mạnh thôi. Hai mạng chơi. Bất tử. Ngon ngay. Đâu rồi. Anh chàng ra đâu rồi. Ui rồi 5 chết 4 à. Phế rồi chứ gì. Trời ơi. Nãy cùng bày đặc hay lắm. Đó. Cái clip này mình tính chôn cho bạn cơ. Này. Bây giờ mình tính là sỉ nhục nó này. Láo nháo này. Đó. Ra gà chắc tổng luôn. Thế bây giờ. Được chưa? Để xem bạn ra bạn trả lời như thế nào nha. Đó, hồi nãy mình phế cơ nhưng mà bây giờ mình xanh như bánh xe bò rồi. Thiệt là chán quá. Các bạn thấy vui không? Mình sẽ phải gọi là dạy cho những cái thành phần gọi là trẻ trâu này một bài học mới được. Không thể để cho nó gọi là muốn làm gì thì làm, muốn chửi ai thì chỉ, muốn nói gì thì rồi. Trẻ trâu này. Bình tĩnh. Đó. Ra gà tưởng mình hay á. Lần đầu chơi mít là thôi đừng có xảo. Ông đừng có nói gì với tôi hết trơn ấy. Sỉ nhục vậy có cay không? Cay không? Ngồi đầu bày đặc trên người ta gà, người ta ngu này. Mày ngu như lờ ý. Gà. Ra gà chết ngoéo cần cơ vì đặc sự xạo hư nè. Đâu ôi trời, tớ không nói cậu bạn ơi, tớ chả bao giờ kêu địch thủ và mình gà hết trơn ấy. Thật xin lỗi bạn nha, trời ơi Violet ơi, mình nói ý mình là nói nó con ra ấy, nó ra tem mình ấy, không phải nói Violet đâu. Trời ai người ta còn biết người biết ta, trăm địch trăm thắng, trăm trận trăm thắng đây chứ đâu có phải là mình chê bạn gà đâu. Mình nói ra nè, ra tem mình á. Mày đặt ra mày đặt, mày ngu như lời. Không, đang nói ra. Trời ơi, mình phải phân minh cho câu nói của mình hồi nãy. Mình
đang chất tổng mà. Mình đang nói con ra nó gà mà. Bẹt đầu này à, ư này. Hư thân mất nết này. Này thì đấu với cả đầu gấu này. Úi giời ơi, tôi còn giáp hùng mạnh nữa mấy ông ạ. Mấy ông đánh tôi thoải mái đi, tôi sống lại tôi đánh chết bây giờ đấy. Đấu với cả đầu gấu này. Mày đặt ra, mày đặt xấu xảo à. Ờ hơi 11 chiếc 3 săn rồi, săn rồi. Trời ơi, người ta săn rồi. Trời ơi, săn quá, săn quá. Úi giời ơi, thơm. Mày chọc tức nó mới được. Ra solo không. Đó, mình giả bộ dụ nó solo không. Trẻ dâu này là nó solo liền à. Để ra mọi người xem nó trả lời nào nhá. Đảm bảo solo liền. Quốc liền luôn á. Solo Zuka nhé. Sao nó nói tình cảm thế nhở? Không, solo ra chứ. Sao? Gà lắm làm như mình hay. Đó, mày dạy cho nó một bài học mới được. Không có Ngọc à, thôi đừng có ý kiến đi cò đi. Không dám à, sợ à. Ui giời ơi, con gà ra. Ok, được chưa, chắc tổng luôn, thế mới máu rồi ạ. Vậy mà đi mày còn chửi người ta, lúc đầu còn chửi như đúng rồi ý. Mẹ chửi ngu, chửi gà này, mày đặc xảo hả? Chửi trâu hả? Giờ sao mà, sao giờ bạn ấy điềm tĩnh ấy nhỉ? Bạn ấy không có nổi cái tính trẻ trâu lên ta. Hồi nãy còn ghê lắm mà. Trời ơi, hồi nãy còn ghê lắm mà. Sao giờ im re như hạt me vậy? Nói rằng rất là tình cảm. Mới chơi. Ui ôi, chàng bạn kiểu đồng thế. 4-5 người luôn đồng thế. Đấy, mẹ tui ra tôi cân hết bây giờ. Trời ơi, tên bạn giữ nha. Ủa, nó kéo cả 5 thằng đi cùng nhau luôn á. Ui giời ơi, căng quá. Bình tĩnh. Cái chính là không được mất bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, thịt chó thì nó có lắm mơ rồi. Ui giời ơi. Máu ít nhưng mà giờ mình lỡ bay vào một cái tem mình lông lên. Ôi ơi, bỏ qua mắt rồi. Tất cả cút ra, hãy xem ra đây. Bẹt đầu này, tốc biến này. Tốc biến này, đầu với cái đầu gấu này. 4 người thôi, Triệu Văn, anh Triệu Văn đâu rồi? Anh Triệu Văn đứng lại. Anh Triệu Văn, chết luôn à, thắng rồi. Ui giời, 13 chết 3, ngon ngay. Ok, đấy, mọi người thấy mình trận này mình dạy cho con ra thế mình một bài học. Vậy các bạn có thấy thoải mái không? Có sảng khoái không? Phải dạy mấy thằng trẻ trâu này một trận mới được. Đó, ai mở combat đẹp thì đẹp cái con mắt con gà. Gà âm mạng. Đó, nó đang bị âm mạng mà. Mình đang xấu xấu đẹp thế. Ai mở combat đẹp thế, sao hôm nãy nó còn hủ báo lắm mà ta. Ôi giời ơi, đến phút cuối trời nói chuyện rất là nhẹ nhàng và tình cảm. Trời, mọi người thấy mình dạy ra một bài học xứng đáng không? Có xứng đáng không? Comment ngay và luôn bên dưới video clip này giúp mình coi. Có xứng đáng không? Anh em ủng hộ mình cái nào? Mày hôm sau gặp thằng trẻ trâu mình sẽ cho nó một bài học nữa. Mọi người thấy khoái không? Khoái lắm. Nhớ đăng ký kênh và like, comment để lại ủng hộ cho mình nha. Bye bye.